Đây, thấy chị Lan rất đẹp luôn cả nhà ơi. Nay anh thấy chị Lan sao anh? Đẹp quá anh hả? Anh không trả lời, anh cười thôi, không trả lời được luôn. Giờ này cũng là 8 giờ cả nhà, vẫn có khách tới mua đồ cả nhà ơi. Lan mới tắm xong cả nhà ơi. Wow, Thiện Lan mới tắm xong mới lên đồ đi chơi cả nhà. Và Thiện Lan chuẩn bị đi chơi, đi coi ca nhạc thôi. Qua em đi coi ca nhạc có chị Bình Tinh quá. Nè, đi chơi với lại chị Ni gì không biết. Đó là cũng chưa biết cả nhà ơi. Thiện Lan này lên đồ đẹp luôn. Cho mình bữa nay trang điểm. Con xong rửa rồi mẹ ơi, rửa xong hả? Thì hôm nay trang điểm rất là đẹp luôn cả nhà. Để đi chơi. Như là thấy đó. Để đi chơi với chồng, có lẽ chồng nữa nè. Có chồng nữa. Chơi cả nhà ơi. Mấy ba thì cũng lên đồ cả nhà. Có lẽ là chị hai thấy lên đồ tưởng đi chơi một mình, là giờ cũng gia đình, cả gia đình đi chơi luôn cả nhà ơi. Mà chắc là đi ăn mà. Bồi bổ cho gia đình sau khi phải nguyên một ngày. Sau khi một ngày đó. Cái kèm cũng lên đồ cả nhà. Sau khi một ngày làm việc rất là mệt mỏi luôn đó. Khán giả hai cô, hai chị khán giả này cũng mà hai chị khán giả cũng mà cũng về. Chào cô. Dạ, cô tới cô mua đồ. Dạ, dạ em chào anh. Dạ em chào cô. Dạ, hai cô tới mua đồ cả nhà. Dạ, ủng hộ với thằng Lan. Dạ, chị hai chuẩn bị đi chơi nha cả nhà. Chị hai nè, gia đình chuẩn bị đi chơi. Đẩy xuống luôn. Dạ. Giờ hỏi bơ có ăn cái tiếng thịt viên ở đây không, ngon lắm á. Mua chè cho nó. Nói chị lại công ty mua ăn đồ mà ham ký là bơ kìa. Cái tiếng thịt viên cho em được á. Gia đình chuẩn bị đi chơi cả nhà ơi. Vậy cập nhật tình hình cho cả nhà xem nha. Bắt đầu gia đình này cô đều đi chuẩn bị đi chơi cái nha. Cái chị bùm bùm với lại chồng mở cửa cái nha. Chị bùm bùm ra đi vào cái nha. Bây giờ đi tiệc tùng gì đó không biết nữa đó. Thấy cả gia đình là lên đồ hết cái nha. Chồng chị Lan đang đặt xe cái nha ơi. Mình đi chơi hả chị? À, chào chị. Bùm bùm bị ra chơi cả nhà ơi. Bây giờ đang đặt xe để mà đi ăn tiệc cả nhà. Quá wow, bé Kem. Đây bác Kem ơi. Đâu rồi? À, bác Kem đi ăn tiệc cả nhà ơi. Cả nhà đều lên đồ hết rồi. Bùm chồng mình với bác Kem. Dạ chắc đi. Đi ăn ha. Đi chơi đó. Qua wow, lên giày đồ đẹp quá trời luôn. Wow. Bùm bùm muốn đi rồi cả nhà. Gia đình cậu nào chuẩn bị đón một cái thành viên mới cả nhà ơi.
Còn cái ba cũng lên đồ rồi cả nhà ơi. Đang đi luôn mọi người. Quá trời rồi. Nói chung là mệt rồi, đi ăn đi, đi chơi cho vui. Không phải là đi chơi tiệc. Đi chơi tiệc hả? À, đi chơi tiệc. Là vậy là mày hồi giờ khai trương bây giờ chưa có đi 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 cái ăn tiệc mà khai trương bây giờ đã ăn tiệc đâu? Vậy tiệc của Bình Bình Tinh hay gì ở Vũng Lâm? Có Bình Tinh đâu có. Gia đình thôi. Hỏi hỏi chị Thảo được không? Chị Thảo. Chị Thảo. Đi đâu chị Thảo? Hai cả gia đình đi luôn anh ơi, mấy bé với chồng đều đi luôn, cả gia đình, gia đình luôn. Không phải cầu sử mà. Cầu sử đi không là cầu sử có nhà. Cầu sử nhà, trên nhà đi. Rồi, cho cầu sử ở nhà luôn hả? Để cho cầu sử ở nhà luôn. Phải có người canh nhà chứ sao? Thôi kệ, cái cầu sử coi nhà không? Cầu sử có gì hành lang mà nhà. À, em cũng lên đồ rất là đẹp, mặt mũi rất là đẹp. À, nhà chị có hai cô con gái, ai cũng dễ thương hết. Hai cậu con trai thì rất là xấu khỉnh. Trời ơi, không về đi ăn cơm đi mà quay cuồng. Dạ. Rồi khi gia đình đó cũng mời mấy anh Duyên, em dắt xe cho. Để em dắt xe chị ơi. Wow. Dạ. Cười hoài luôn mấy em. Mấy em nào hơi bị dễ thương luôn. Mấy em có nụ cười tỏa nắng luôn đó không? Mấy em chào mọi người trên kênh cái mấy em cho nó hoành tráng đi. Chào cô chú anh chị đi. Chào cô chú anh chị đi. Đi với Ken. Cô chú anh chị là nhớ đặt hàng mẹ con để mẹ con lên đơn cho cô chú anh chị nha. Đó. Đúng rồi, nói gì đó. Ngại. Con bán là phải ngại hả? Chào. Trời cái đâu ngại, chào thôi thôi. À, Ken rất là dễ thương mẹ nhà nhưng mà do bé hơi ngại. Ken Ken. Bình thường con làm cái gì? Đóng hàng luôn hay cái gì? Dạ đóng hàng. Wow, đúng vậy. Đóng hàng vô bao vô gói luôn hả? Giỏi dữ vậy trời. Giờ sắc luôn. Quá giỏi rồi. Bé quá giỏi còn chú anh chị ơi. Đang chú chọn đó. Thì phía bên kia là chị Lan cùng mấy đại chồng của chị cũng đang chuẩn bị đồ, chắc là đi ăn, xong rồi mệt mỏi rồi vậy gia đình bây giờ chuẩn bị đi ăn nha. Với lại mấy chị đi ăn. Bây giờ chờ chị Lan. Bữa nãy chị Lan á mới lên đồ rồi trang điểm rất là đẹp luôn. Rồi như gái 18 vậy đó anh Thư. Thiệt luôn á, chị mặc đồ lên là thiệt sự là không nhận ra chị Lan luôn, rất là đẹp luôn. Tí nữa chị Lan xuống cho mấy anh coi. Rồi chị Thảo đi trước. À. Có khi nào chị Hồng Lan thấy anh em mình tồi quá, chị mời mấy anh em đi ăn luôn. Thầy khó lắm á, em nghi chọn. Giờ chị Thảo chở bé Ken đi rồi cả nhà. Mày em dắt xe ra em chở. Xe nặng á, xe như giống của anh Hưng á ta. Không phải chiếc xe đâu, nó bán ở trên Bình Dương á. Xe đã lưu Bình Dương. Chào chị Thảo. Còn bé Ken giỏi quá nha. Dân nè. Ba xích lông và một tấm chín ba xích lông. Chọn cái nón là quan trọng là thần thái. Họ biết cậu bản đồ không ba Ken? Đó. Giờ bắt tay anh cái coi. Thầy ơi rồi đi nha. Chúc anh được nhiều nha. Chúc con miệng nha. Cặp Vinh Kha lại la đây. Rồi. Bé ba cũng mà lên đồ rồi nhưng mà đi sâu nha cả nhà. Rồi bé ba chào cô chú anh chị đi. Bà dễ thương mọi người ơi. Bà đóng cửa này luôn. Bà đóng cửa rồi. Rồi. Chị Lan đi trước cả nhà ơi. Bà chồng chị Lan ra cả nhà ơi. Đặt xe đi cả nhà. Đấy xe tới nè. Bên đây là anh, đây là xe tới nè. Wow, chị Lan lên đây đồ đẹp quá cả nhà ơi. Wow. Anh chào chị Lan. Wow, chị Lan mặc đồ đẹp quá cả nhà ơi. Wow, chị Ni cũng rất là xinh luôn cả nhà ơi. Cả gia đình. Bây giờ anh Hân xin chị Lan đi chung đi. Cả gia đình chuẩn bị đi ăn nha. À, cầu của bé Bun nè. À, bé Bun đúng không ạ? Bé Bun. Máy đây cho tâm cảm đây, hai vợ chồng. Wow, em chào chị Ni. Ok hả? Mà đi xe máy với nó đi. Đi đây, ừ. Wow. Trời ơi, không trước đó. Wow. Quay tôi mà bữa đầu tóc tôi bù xù để mấy cái bạn. Dạ, nay thấy chị đẹp lắm rồi chị ơi. Quá tuyệt vời.
rồi chúc chị ngon miệng vui vẻ nha. Dạ dạ, Lan cũng đi cả nhà, đi với chồng đi nha. Wow, hai vợ chồng đi chung nhau rất là tình cảm luôn cả nhà ơi. Long tự chạy xe luôn. Không, đi với chồng. À, chồng chở. Tôi cũng thường chơi xe luôn. Ủa vậy là, ủa vậy là cầu xử ở nhà hả chị? Dạ. Xe đi rồi nè, cô chú. Xe đi, cô chú gì ơi? Đi xe ơi. Rồi đi thêm 2-3 chiếc xe Honda nữa. Xe hơi của cậu là cũng hơi sắp chở hư rồi. Chạy chịu quá trời. Tư rồi hả chị? Rồi, sổ là cũng rất là nhiều tiền đó cả nhà. Mọi người nhớ đặt hàng cho chị Loan đi, rồi chị Loan sửa xe xong rồi lên khó kiếm mà. Rồi. Hôm nay thấy chị Loan rất đẹp luôn cả nhà ơi. Hôm nay anh thấy chị Loan sao anh? Đẹp quá anh hả? Anh không trả lời, anh cười thôi, không trả lời được luôn. Chào chị nha. Đó.